nước đi. Chạy pháo vào nước này. Đấy thì sao? Trước cả tôi là tôi cứ kéo pháo vào đây. Bí chiếu tôi vào bọc xí. Thế này bên kia chả làm gì được, chiếu mặt. Không biết được cả tôi vẫn giữ được một con tốt. Ừ. Đánh tiến là phải. Được trước. Thì biết lúc tình mà vã xí rồi thì chưa chừng. Ăn có tốt kia lên. Cần là phải lên tượng. Lên tượng cho nó chắc. Còn chạy ra thì tao đấy. Nước nữa cho nó thoải mái. Cứ cho thoải mái đi. Cứ tao đấy mất. Xả đi. Đã săn tốt thì săn đến cùng. Ăn có tốt kia lên. Ăn lên làm gì? Cứ ăn. Cứ lộn sang cái này. Đây. Cứ chiều bỏ quá. Tung con mạ này. Kẹp mà. Đâm con này lên sao? Nhắm. Anh đấm con này lên đi. Nhắm luôn. Ôi thế bỏ này à? Bây giờ tôi cái đấm của tôi lên ăn đạn tôi đáp mã lên đây. Từ này. Vừa đuổi mã cái tên. Đấu luôn sao thế? Chạy mã thì bắt được. Ăn tốt ba kia lên. Ăn kỳ còn kia lên thì mã làm gì? Vào một nước sao? À, không được. Vào đem nước sao? Vào kệ. Thì cứ vào phá vào nước sao? Vào lên tịnh. Vào không lên tịnh. Vào cứ để đi lên tịnh. Cứ vào đi. Xong rồi đấu lốt xe. Để đâu gì? Xong rồi tung mã ở kia đấy. Tung đi, cứ vào đi. Ông nghe tôi vào đi. Vào. Vào cứ để. Lên cho anh ta lên tượng cứ vào đó, cái này con tượng nhân toàn đã chắc lịch chứ làm sao đâu đi đâu nào này đấm thủ lên mà cứ lên con mã này ăn lên được lên đẹp chứ lên đẹp. Lên mã lên đấy, lên đấy là đúng như này, đánh cờ tài thật. Cao nhỉ. Nã về đây thì thôi làm gì? Ừ, thế như thôi. Vào được tốt. Mà không đập con này. Hả? Đập con đấy cả cái tảng của đưa tang con. Thế rồi có cái gì đâu mà. Tốt. Đấy chúng ta đi. À không, người ta đuổi, một trong hai, không được, đáp án đuổi được. Thế dưới không xe đánh là lâu đấy. Khó ấy. Đi bộ lên lâu đấy. Đã đấu xe luôn. Dạ, đâm tôi để đi. Đâm tôi để cho pháo lộn đi. Pháo là lộn. Pháo lộn là... Nhưng lộn cái này càng ngon hơn. Sao mà lộn cái đấy. Cái đừng tốt đấy này, ngoài đá má đây. Mấy cái má kia hắt xem nào. Đánh mạnh đi. Cứ đâm mạnh đi. Đấy. Cứ đâm mạnh hắt đi. Kia nó nhào lên. Đâm tốt đi, xong rồi đá má đi. Đánh cho nó nhanh như thế. Chạy nhanh. Cứ đâm. Cứ nhắm chạy nhanh. Cứ đá má hắt. Nó xe tải nó phải nhìn cái gương này này. Đây. Cứ đá má hắt. Lồi đấy. Mà nó không để ý. Đá má bay lên. Đá má đây sao? Rồi, cái bay lên. Cứ bay này. Bài con kia gì, con này gì? Con này lên khỏe. Con bên này lên gì? Bên nào? Chịt hết lại. Rộng con tông. Má họ sạng lên đây, nó đứng đây chứ làm gì đâu. Rộng không? Rộng của tôi đây. Dạ. Đặt tháo ra đi. Đặt tháo ra. Thôi tháo ra đi cho nhỉ. Đặt tháo ra. Đặt ra đây, kéo về. Thỏng vào tốt. Tốt này lên ra. Tốt thì pháo ta lộn, tốt đàn ra. À ừ, đấm, đấm tốt lên kìa, pháo lộn. Đấm tốt lên kìa. Dạ. Đấm lên, mình đưa một suất ra rồi mà. Mình đưa không lên rồi. Thì người ta ra, ta chiếu phát này.
Thôi đừng, thôi tôi cho chạy tháo ra ngoài. Chạy qua đây, chạy qua đây bước đi. Chiếu thì vào. Gian pháo này không cho họ về này. Dạ, đây. Đứng ra đây không cho họ về chứ. Đấy, về ngon lành như thế sao người ta không về được. Về pháo mà, không cho về pháo mà. Có không về pháo được, pháo đang gánh dặm về làm gì. Chẳng về con nào cả. Theo mình đoán là pháo mã họ không cần về con nào. Pháo họ gánh rồi, mã giờ cứ ở đấy thôi. Nên bố con mã này. Đây anh cắm đây ạ. Anh cắm đây xem ạ. Tấn hình sáng tốt đúng không? Cắm đây cái anh ơi. Anh em này. Vì tốt này nhé. Bình thường. Đây thì bình thường. Ăn pháo. Xuống đây đớp cho phát chết mình. Nạt lên đấy, đúng không? Nạt lên đấy. Nên đấy thì nên. Nạt về đây đuổi con tốt kìa, đi. Về đây thôi. Về đây đây. Đấy. Sang tốt đuôi. Người ta vào, vào tốt. Chẳng sao mà. Cứ vào tốt khóa chặt. Cần xuống đây làm cái tịnh thì thôi. Thì thôi. Nghề của nó chỉ là có vậy. Tụng tốt lên đi, ở ảnh. Tụng tốt lên đi, đấy lên. Đấm tốt lên. Ấn cứ đi mà kệ. Xong mình đáp mã lên kia mình đánh. Đấm tốt lên đi ạ. Được, đấm tốt lên đi. Bên này kệ. Đấm tốt, được giữ mã. Bay mã lên. Ừ nè. Đấm tốt lên này. Ừ, đấm tốt lên bên kia. Tốt xuống là thì mình đấm. Đấm xuống đây. Dù đây mình đáp mã lên. Đáp mã lên người ta thịt. Có được không? Quân gì thịt? Ồ, ai. Ừ ra, pháo lên. Bắt thì tốt. Bắt, đấy chỉ có tốt thịt, có pháo này ạ. Dùng mã lên, dựng vô lên này. Được. Tung mã cái lên đi. Nên định nằm đấy nhá. Nó lên được đâu. Nên ông lại tung đấm của tôi là sao? Thì người ta bắt sống con mình nhá. Luôn. Nên người ta lên đây con này đi đâu này? Nhìn chưa? Con chết tượng. Nhìn đi đâu? Thôi là mình đẩy lên như đẩy tí cái nó. Ê thôi làm gì. Nó ta lại ra cái này. Dạ, cũng sợ đúng không? Đánh thì là không sợ. Tượng đánh rồi. Nó sợ là kinh. Nó sợ kinh được. Đấy, cờ thật ràng. Kẻ họ đánh, chỉ gọi vào cái đầu. Nếu không có đâu, giờ người ta đấm tốt lên. Đi bộ. Ta đừng dâng. Sắt tướng ra. Bị đỏ sắt tướng ra, xem xin xem. Người ta nhìn cánh cửa. Nó cứ chịt vào. Anh cứ xuất đứa này kìa. Thế sao? Xuất đứa cho con pháo phụ phải. Đang cản pháo, nó lại thụt vào là cái gì? Đã đánh thế này là cứ... Đừng để tháo con mã cái lên, con mã cái lên hỏng ấy. Đừng ra người ta đã cản ra giữ rồi, đừng để con mã người ta tháo ra. Đáp lung tung, đáp đây, ăn đây, đáp đây, lung tung, toài, đứng. Đây lấy cờ người ta đuổi mấy con này này, đứng, áo mã đông, đáp đây, là đáp đây, mấy con đi kìa, mấy con này là đi ông. Giữ. Lên đây. Đứng, lên đấy người ta chọc phát là mất mã. Lên đây. Lên đấy người ta cứ ăn ra đây mất bốn mã, hiểu không? Lại về chỗ cũ mất. Lại về chỗ cũ thì mất tốt. Mất thì cũng không mất được. Cái này coi như là nó phải chạy đi chạy lại thôi chứ là... Không thì không có nước không đi. Không thì liều vào pháo ở đây nước. Vào pháo có nước. Tầm máy.
lấy cái nước gì. Giặt ở đây, giặt lên. Giặt ở đây cơ. Giặt thấy, đừng giặt ra ngoài. Giặt thì giặt ra ngoài, vào trong này. Đấy nằm yên đấy. Yên đấy cũng không việc gì cả. Giặt ra ngoài đấy gì. Tướng về tượng. Úi xa, sáng được. Cái căn tượng hay sao? Cái căn tượng hay sao? Tượng lên. Ăn thoải mái. Ăn thoải mái mà. Ăn thoải mái. Căn tượng lên sao? Có đắt gì? Cứ ăn thoải mái. Cứ ăn tượng thì sao? Chiếu cho phát. Chiếu luôn á. Chiếu xuống tượng. Chiếu xong lên tượng. Đang nhiên giải phóng con mã này ra. Cứ chiếu đi. Cứ chiếu đi. Mã nó sang là vất vả đấy chứ không phải chuyện đùa. Chiếu đây đắt đây con mã này của mình như này. Để... chiếu xong là chạy mã chiếu mình có lên mã đây mình giữ được mà nó gì mình có lên pháo mình giữ được sợ cái gì sớm muộn là đuôi mã người ta cũng bay đi bay sang chọc chiếu chiếu cứ chọc chiếu ạ cho anh ta xuống được không mọi đáp đây này lại nằm im đấy tượng nghe tiếc quá về về tượng sao đánh còn tốt thì tiếc quá về tượng đi mình lên pháo đây quá tiếc sang là con tốt đây đối với tốt chả có cái gì là tốt ngoài tốt thì mẹ dính đi có phải khỏe không cái này cũng khỏe đúng không tốt ăn đi khỏe thế đáp về này về tịnh đâu sang mã là còn giữ được mã đúng không về tịnh đấy tốt mình đây. Lên mã đây đâu sang đây ừ, sang đây là con mã này là hết hết đường về người ta về tượng này mã không về được thế đánh đúng nước rồi thế ôi cả rồi rồi đôi cây đôi cây thí mất tượng chiếu nó đi chưa lật tướng ra chiếu gì lật tướng cái lọ chiếu xong là lên lên cái này cán lên đi cũng bố lắm đúng rồi tao bắt cái này tao sợ cái gì bắt lấy gì bắt gì bắt cái nghệ sĩ thật ra đây phát thì họ ăn được cái gì này ăn đi thế thì thôi, bình tĩnh tí nữa. Lên đây, đáp đây. Đáp đây thì thằng này người ta làm thải. Đánh vật khác. Tùng mã lên. Thế là tùng mã mình lên tự do đây còn gì. Lên mã thoải mái mà, ai bảo làm sao đâu mà. Lên mã tự do đi. Lên mã đi. Còn đôi pháo thì rốt lên mã, đừng để con tốt đầu đấm, đấm sang. Con kia vẫn phải giữ được mà. Tốt đấy thì người ta vẫn đi bình thường. Đáp đây thì lên đi. Rồi lên đó, ăn cái này chạy. Ăn thì pháo kia không đội về. Lên đây ăn vào đây chứ còn đã ba lên lên đây chứ đừng còn kia pháo lộn đấy vừa giữ được tốt đấy vừa giữ được tốt không không thì tốt sang xong về tượng đúng bắt cây lại lên pháo bắt cây đâu, lên pháo bắt mã bắt cây này bắt con này cũng được này lên bắt cái mà mã. Không bắt con mã này hay hơn nè bắt mã chứ không bắt được pháo bắt mã cứ bắt ra phải giữ lên giữ giữ giờ nhảy lên bắt được chưa? Được. Nhảy bắt chạy ra ngoài cùng kia. Dưới tốt sang thì họ chết à? Ừ. Dưới tốt ra mã là đánh đi ngay. Đánh họ đổi pháo. Đổi mã. Không đổi được. Đổi tốt lấy mã xem. Ăn tốt bằng bay sang kia. Chạy ra ngoài cùng kia. Đâu là đâu. Ra đấy người ta lại chạy vào đấy, lại chạy xuống. Không hay đâu. Không đừng xuống. Chạy xuống. Không hay đâu, cứ để đấy đi. Ừ. Không bay đấy đi. Không bay bắt mã con pháo đi. Bắt pháo ta chạy ra ngoài cùng đi. Họ lại bắn xuống. Mà cùng xuống thì bay lên bắt tiếp. Lên đây này. Lên đây về tượng đi cho đẹp cơ. Để tránh nhau đi. Cứ lên đây này. Về tượng đi. Xong rồi về tượng, đừng để người ta đáp cái đuổi ấy lại. Nhìn đây đầu này họ bụp xuống đây phát. Con này lên đây cơ mà. Về tượng. Bịt con pháo lại. Về tượng đi. Đừng để người ta nhau, người ta bắt con mã cán. Lộn cái gì chiếu thì. Về tượng. Cứ về tượng nhiều ạ. Cứ về tượng. Giờ mình bắt con pháo đi chứ. À, bắt con mã đi chứ. Con tốt bắt con mã này đi. Bắt cái gì? Bắt một vặt. Con bay đi không bắt được à? Con tốt không sang được à? Để đấy. Mất làm sao được?
À, bay thì thịt luôn. Mã dàn lên. À, bay đây được gì? Ăn đây thì có mã không ăn về. Đấy tính cái cờ là tính con đường cán này là tính nước cán này, em phải bay anh bay tượng về này chống nước cán. Vừa có mã giữ có tốt kia. Nhiều lúc biết này thế này nó cũng gầy rồi nhá. Đấy. Thiếu bình quân. Bất khấu. Ôi bay đây rồi. Bay đâu? Đừng bay. Lộn chiêu tướng. Chưa chiêu tướng. Lộn. Lộn thì họ mất cây. Bay mất cây bay đấy thì ăn ngay. Đứng lên đi. Cho họ lộn đi. Bay người ta bay mã được. Chiêu tướng là đạch ra. Bay mã người ta đuổi. Phát làm cái này ngọt. Thế. Họ là đuổi cây. Họ chưa lộn chiêu tướng được. Lộn chiêu tướng được. Chưa. Bay đây họ vào đây. Bay mất cây đấy. Bay mã mất cây đấy. Không mất, đấu quân rồi. Đấu chưa tướng ngay. Mất cây. Cây gì đó. Về đây thì lộn làm sao nữa? Chưa gì lộn, mình lên đây nó họ mới lộn. Lên tượng, lên chỗ chân tượng này thì nó mới lộn. Về đây nè. Về giữ. Cứ bình tĩnh này. Muốn ăn gì ăn. Đấm của tôi kìa sao? Bí còn giữ được con mã. Đấy, đấm của tôi sao? Đấm. Bí thì còn con pháo vẫn giữ được con tốt. Cứ giữ sao? Dùi mạnh thì đành. Con tốt vẫn giữ được con pháo. Con cáp thì mình lại đáp ngược sao đây? Người này người chào mình. Ăn đây là người ta ấy ngay đúng không? Người ta ăn đây ngay. Khác nước thì... Đáp mã đây đuổi con pháo đi. Ừ. Đáp mã đuổi con pháo á. Anh ơi, đuổi pháo á. Đuổi đi. Cắm thẳng dưới, cắm cây. Cắm cây cho họ sốt tướng đi. Không sốt. Đứng sốt. Sốt từ giả ta. Đợi cái nước này. Đây, chạy pháo vào đây anh ơi. Chạy pháo vào đây, bí còn kéo vào đây. Chạy pháo về đi. Còn... kéo pháo về đây để chốc mình người ta đáp đây mình còn đỡ được cái chứ hai con pháo lồng như là thu búa cờ đáp mã pháo kéo pháo vào đây đi. Pháo lồng thật ừ, anh đùa anh kéo pháo vào đi đừng đánh cái cờ đi người ta đáp mã đây ông không lên sĩ thì tập trung ta chiếu đây thu búa cờ người ta kích pháo kích mã phát ông chạy đi kiểu gì vậy người ta đáp mã đây này là anh phải chạy qua này đúng không người ta đáp chiếu đây thì anh không nhìn cây anh thế em phải tính cái nước cờ được. Người ta đáp đây. Ừ. Mình còn nhiều lực chiếu. Mình lên tượng. Chiếu pháo rồi chiếu cả mã. Ừ. Lên tượng. Lên tượng thì. Lên tượng thì chát lắm cái gì. Lên tượng không bắt. Ở đây đi cho chắc ăn một đặng. Ra nhưng mà có cái là mình hai nước chiếu. Chiếu cả hai mặt. Mà không lên con tượng này. Lên một tượng thì không lên nữa. Hả? Cái này giờ về đây là bắt được cả cái này nó lộn cái này lộn cái đấy bên tượng cho nên nó chiếu tướng thì mình lộn họ chết lên tượng tiếp lên tượng chiếu cá thì họ lên tượng xuống bắt mã vào chiếu pháo bắt không. Mã cá thì làm sao chiếu cá xong là xuống đây bắt mã thì làm sao bắt cái mã này bắt cái tượng chơi xuống vô bắt mã đi chẳng xuống đây nhá ừ. Đây họ phải đây không họ phải về đáng con mã lại con pháo dán đây cả con mã lại không cho bắn đi họ vẫn về kia để họ vẫn về cho họ đi đi về mã thì cắm mã lại đây xuống mẹ cái tốt này nhà người xuống ơi xuống đi người ta may mã về ừ. Không ăn mã được, về đâu không ăn được nữa rồi giờ cái tốt đường sang là không ăn được bắt cái này đừng đuổi tốt để nguyên đấy làm cái cách này ngon hơn làm cái cách này đi ngoài nước hết vào trong quật thôi này quật đi pháo gì cứ quật phải tịnh xong lên tịnh được cứ quật đi chẳng như là hai tiếng cứ quật chết thằng này ra này lên tượng đuổi lại đuổi được đuổi cứ lên tượng đuổi lại nắm pháo đầu đóng pháo đầu à. Thế còn cứ lên tượng. Tượng xuống tốt. Kéo à. Lấy tượng ấy, lên tượng kéo. Xuống tốt mình chạy.
cứ đóng vào đầu. Cứ kệ họ. Anh cứ lên được đi. Anh cứ lên được. Ăn tốt thì họ đấu mất, đi mất được. Mất cây này. Đâu giặt ra. Đâu. Đừng ăn cái gì. Ăn cái gì. Đóng vào đầu không đóng ăn. Đóng vào đầu không ăn. Đóng vào đầu là thôi. Sao tướng. Ăn mã là. Sao tướng là. Sao tướng thì lại cản mà. Cứ đóng vào đầu đi. Cản tốt là đuổi con mã lại. Mấy tôi về thì tôi bắt sống. Úi giời ơi, sẽ lắm thế nhỉ. Anh cứ ra đây đuổi. Ra tốt về xong tốt kéo về. Ra tốt, ừ, xong anh ra tốt vào đi. Xong kéo phá về đuổi con tốt này. Được. Cứ dẫn tốt vào đuổi. Cứ ra tốt vào đuổi. Về đi. Cho họ về xong mình kéo pháo về đây mình đuổi tốt. Đuổi má, đuổi pháo. Kéo pháo về đây đuổi. Đuổi tốt. Ăn xuống. Kéo pháo về đuổi. Ấn xuống đáp mã về đuổi bắt tốt phát nữa. Có nhau hết. Cứ đánh nhanh đi, đi bổ hóa cái đấy đi. Đó, bổ hóa thế làm thế nào được, cây gì giữ. Cái con tượng nó không lên được kìa, ông đánh lên đi, lắm đi. Lên đi, lên đi, ai bảo ra đâu mà. Cứ lên đi. Cứ chơi một mình đánh. Cứ về đây đuổi em. Người ta sẽ được nước gì xuống. Sao mà xuống tượng được gì, hết rất là cả. Hết rất là cả, xuống tượng đây cho biết mình gánh sĩ lên hết rất là cả. Đừng đánh cái đứa cái, đừng để mất nước. Cháu tháo về đuổi cô tốt đi. Anh ạ, bí thì mình còn giả ra là vào mình vẫn bịt mặt kìa. Giả vào nước thì chả nước kìa. Thấy em cứ kéo về tàn thì sống lại đi. Có đi. Đây. Đấy, kéo về đuổi lại cô tốt. Cứ kéo về. Đưa vì đã rúi xuống ra đấy chứ không kéo về rúi thì nên má đó nên mã ngọt đã giữ được cả hai cây nạt mình cánh thì người ta lại bay lại nạt phải giặt tốt vào nạt phải giặt tốt vào đi vào đâu đi đâu về đâu con này không vào lên được cứ vào được kia vào đó vào sát nữa hả? Ừ thì vào sát nữa đi ui giời. Đốt đấy mà chưa thèm bắt cái mắt thì kiểu gì chả được. Kéo pháo thì phải đuổi. Kéo pháo phải giữ. Cái gì? Giữ. Thôi giữ không, kéo pháo về đây. Kéo pháo về đây nè. Chò pháo. Ê, cũng táng về đây nhé. Đáp mã đi. Nhào mã về. Ừ, nhào chò mã. Kẹo. Cũng chưa sợ. Đây, cứ giả pháo đi. Cắn luôn, nhìn sao. Đằng nào cũng mất tượng. Đi về đâu. Xuống tốt. Xuống tốt đi. Xuống tốt bắt tượng. Ấn tốt bắt tượng. Chưa tướng. Tượng. Về tượng. Chưa tướng. Ấn tốt đi. Đại hóa. Cái con tượng. Ủa cái chó gì mà sợ. Mít kì. Mít kì. Tùng mã lên đi. Tùng mã lên. Mít kì. Tùng mã về. Tùng lên. Tùng mã về. Tùng mã về. Mã về đi, đừng đánh nữa. Về đi. Mã. Đáp thằng này nước. Cứ đáp đi đó. Đáp thằng này nước. Không, đáp nước đấy là quá đẹp. Lịch pháo ra bên đằng này thì có mà đi đằng Pháp. Tốt rũi xuống thì coi như là có chống được không. Rời chống mà quân ở bên đây hết rồi. Ba nước đấy chỉ có đi Tây thôi. Đang đáp cho tướng đấy, đáp đứng đáp. Ta xuống đang đáp bên kia đứng kia đấy, cứ giạt pháo ra đi. Đáp mã. Giạt pháo ra. Giạt pháo tận ngoài này đi. Mình phân pháo lại, mình pháo lại anh. Không cho pháo về. Lịch sĩ. Lịch tượng nhé. Lịch tượng người ta giúp tốt. Không phải tôi chiếu tướng phát thì có toàn. Một lịch sĩ, hai là về tượng cũng được. Về tượng. Về tượng. Về tượng chú tốt tiếp. Tốt biết rồi, tượng người ta ăn về. Trông hết đi. Đạo lên sĩ là chắc đẹp hơn. Ăn về. Lên sĩ. Toàn chặt cái này. Đúng cái nào? Đấng con mã ra chứ. Bay con mã đi đi. Bay lên gì? Bay mã cản con mã lại. Không bắt đạp vào chữ tượng. Toàn chặt. Đang đáp vào chữ tượng kìa. Mình nhìn tượng. Người về đây cho đũa đi đã. Đáp mã lên đây. Đáp lên đi. Lên. Nhào lên. Hãy nhào lên.
Mã rào. Cứ bay đuổi được sĩ kia ra. Cái gì đâu? Cứ bay mã được sĩ bình thường. Không được đâu, báo cơm ngay. Quả đắt đây, mẹ lên sĩ đây đi. Yêu cướng họ lên. Thôi lên bắt cây đi. Pháo lên lật. Pháo lộ. Ta bảo pháo lật. Ông giật lên bắt cây. Giật pháo bắt một cây mã. Bắt đâu cái mã để thoáng. Đấu về đây. Thì ăn luôn. Ăn luôn cái pháo kia. Chán lắm. Đánh cây mã một tốt hoặc là một mã một pháo. Thế kia thôi thôi. Ông ấy trèo thua rồi. Không sống. Nào xuống đuổi lại. Vào mẹ đầu lúc vừa vào đầu thì thôi. Vào đầu ăn luôn. Mã gì? Ăn luôn thì đổi mã đi. Sợ cái gì? Vừa đây là mã lên đây bắt đấu cây. Lên cái pháo này bắt đấu cây vừa đấy. Vào đấy gì? Bay vào mồm đó, bảo bay mã xuống đấy. Phải mồm. Pháo ăn mà nỉ. Đó thì cứ phải chấp nhận như đỡ bay vào mồm. Ngồi thẳng lên, ngồi là cứ ấn vào đây không nhìn thấy con pháo này. Không nhìn cái tay này vướng này. Tôi cắm xuống xíu đi. Phành mẹ tượng nhìn sao. Phanh rồi tượng. Cắm rồi đi phanh. Cắm rồi. Đi đáp vào đây này. Cứ đáp thẳng. Cứ đáp thẳng vào đây anh. Được. Anh cứ nghe, đáp đây, xong chiếu. Chiếu mà sao được, đi ra mà chiếu. Đáp đây. Đá chiếu rồi. Chiếu đây rồi cả. Chiếu sẽ được. Anh cứ nghe, đáp đi. Cứ đáp. Đáp. Cứ đáp thẳng gì. Anh ạ. Anh chưa nhìn thấy nước, anh cứ nghe. Nước này đẹp, cứ đi. Ủa, không xuất là được. Cứ đáp. Chiếu cho họ cái đã. Chiếu tướng cho các, chiếu pháo ạ. Gác xin lên. Gác xin lên. Cho họ đi đâu. Đừng gác ra họ ăn gì. Ăn gì. Mình về đây thì làm chết đi. Đáp đây hết luôn này. Đáp đây hết luôn. Đáp cũng coi như là mình nổi ra được. Cứ đáp cho họ ăn đi. Ăn thượng lên. Đáp cái kệ họ. Ăn đi. Thượng lên. Về con mã kẹp thì làm sao. Thượng lên. Thượng lên. Thượng làm gì. Về hẳn con mã đây kẹp vào thì làm sao. Thượng lên đây thì thôi làm cái gì. Kẹp cho hạt. Đừng kẹp họ ăn con này đấy. Đấy. Đã bổ rồi. Cái gì muốn sao đấy nè. Nó cờ nó có thế rồi còn đâu. Bổ rồi, cứ đắp vào đi. Hồi ấy là mình đắp cái nước mã này, cái bổ rồi như thế à. Em biết từ cái nước đấy rồi, em mới cắm tao xuống chứ. Em phải đánh nước đấy. Đắp mã thì lừa chứ. Đến bắt bay con pháo phải lăn. Không cản đắp mã luôn, đắp mã thì cản. Mình đắp một con mã lên, đuổi ba con. Đuổi một con tốt, đuổi con tốt.